Mê La Mết Bình Dương xin chào bà con cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều. Hiện tại thì ôi ơi, sao anh chào khí thế vậy anh trai? Không biết luôn, nhưng mà anh chạy vô tới cổng luôn nè. Đó thì hiện tại là một chiếc xe màu cam á, không biết là của nghệ sĩ nào đây. Chắc là chị Phương Lê quá. Ủa, à chào chị. Nhìn Mi Xuân, Mi Xuân thiện. Ai gọi anh Vũ Long nói vậy? Nè, chị thấy chiếc xe quen quá trời luôn mà. À, vậy là chị Mi Xuân thiện ha. Đó, chị Mi Xuân thiện đang đang bên ngoài. Chị Mi Xuân thiện. Ồ đó, em chờ nãy giờ bên đây. Ờ à, chào chị Mi Xuân thiện nha. Chào anh trai luôn nha. Dạ tới rồi mà không được vô nè chị ơi. Ấn tượng nhất là chiếc xe màu hồng của chị ơi. Vô đó dùng tiếng gì cho chị ơi. Vậy hả? Khoan, để tí xíu chị vô chị coi coi sao. Dạ. Rồi. Rồi. Thôi vậy bây giờ em lên xe chị em vô trước nha. Được không? Rồi chúc anh chị nhiều sức khỏe nha. Rồi chào chị. Rồi vô đi anh ơi. Dạ. Đó. Thì chị hỏi giùm tụi em một tiếng đi, được thì cũng vui mà không được thì cũng không buồn. Tại chị Mi Xuân Thiện rất là dễ thương ha. Mi Xuân Thiện là nghề gì chứ? À anh lên trên Google á, gõ ra mày gửi thôi. Mi Xuân Thiện mày trả lời luôn đi. À, đây là hai anh chị Mi Xuân Thiện, Mi Xuân Thiện. Xuân Thiện là gì đấy chị? Hay quá, hay. Hay quá. Thấy thương quá. Chị thích màu hồng mà. Ờ, chị thích màu hồng cho nên hôm nay chị diện nguyên tông màu hồng luôn. Đó, hoa này ha. Tự mình quên kêu ảnh để chụp coi hoa của ai. Thôi thôi mấy anh em mình dạt dạt tí xíu đi. Chị hỏi mình vừa bấm quá không có phóng to được. Thôi được rồi, được rồi. Sao em ưu tiên giữ anh bà xã? Đó, chị Mi Xuân ha, chị Mi Xuân. Trời ơi. Trời ơi, anh đứng anh chào quá trời kìa. Xin chào kìa, Minh Xuân ơi. Cái giả gọi là chúc chị Mi Xuân. Chị Mi Xuân, sao chị có gọi nào ra đây chút xíu không? Rồi, thôi giờ mình đứng. Ui, ai đây, ca sĩ nào nữa đây? Ca sĩ mới đến nè mọi người ơi. Cả nhà ơi, nghệ sĩ đến nè cả nhà ơi. Bây giờ là nghệ sĩ đến nhiều nha. Ai đây cả nhà? Mi Xuân thiện đó, chị đang chờ ông xã ha, ông xã đang đậu xe ra cho hợp lý nè. Đó chị nguyên dầm diện nguyên cái đầm màu hồng luôn. Ở trong xe của chị là nguyên xe ha, thì chị là chị thích cái mặt màu hồng nguyên bộ áo cho nên cái nội hát của chiếc xe là toàn là màu hồng không. Cái này là sự yêu thích của chị bánh kem luôn
xe vô nè, xe vô nè. À, bà con xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình làm hết Bình Dương nha. À, tiếp theo không biết là nghệ sĩ nào đây, bây giờ là nghệ sĩ đến liên tục luôn. Rồi chào chị gái. Hello bé. Trời ơi. Thấy cưng không? Thấy cưng chưa? À, ở kênh này YouTube phải chăm sóc cho. Đang tiễn chị vô nè. Tạm dừng đấy con. Về rồi. À, hiện tại là rất là đông khán giả ha, khán giả ở ngoài đường để xem được nghệ sĩ nha. Đó, rất là đông luôn. Và đây là cái tuyến đường rất là đông xe, không biết là đó, rất là đông xe. À, bà con bây giờ cũng ở đây rất là đông luôn. Giờ bà con của Bắc mình cũng rất là đông nè. À, đang đứng một cái góc này để được ngắm nhìn những nghệ sĩ ca sĩ đến để cúng tổ trong phim trường ngày hôm nay. Thôi có nghệ sĩ tới nữa. Nữa hả? Ủa cái đường này là đường băng qua là tới hả? Không, đường này đường nghệ sĩ nè. Không, ý là đường từ bên đó băng thẳng qua đây đó. Thấy là đi thẳng qua đây không à? Chắc là vậy. Cái đường này bữa nay trở thành đường nghệ sĩ luôn rồi nè. À, anh Trung Tử Long phải không? Đúng rồi. Trời ơi, chào anh. Chào anh Trung Tử Long. Chào anh Trung Tử Long đến. Rồi, tụi em chào anh á, chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi, quá dễ thương luôn. Đó, những nghệ sĩ ha. Chúng ta chỉ cần chào một tiếng thôi là nghệ sĩ sẽ phát tay chào chúng ta lại. Ôi, tiếp theo nè, nghệ sĩ nào đây? Nghệ sĩ, ca sĩ tiếp theo luôn. Đây, nữa đây. Sao giống xe của anh Vũ Lương quá vậy? Chào chị. À, em chào chị ha. Đó là nghệ sĩ luôn á. Nghệ sĩ luôn. Xe này. Sĩ Lương hả? Không phải, ý là nghệ sĩ luôn. Không biết là nghệ sĩ thôi. Ôi, máy bay kìa. Đó, cái đó là chị, cái gì, chị hát chung với Hồng Hạnh, chị Hồng Hạnh á. Hồng Hạnh hát với Trung Tử Long á. Là anh Trung Tử Long vừa rồi. Đó, đi chung xe, hai người đi chung xe. Là chị gì anh? Chị Hồng Hạnh. Hồng Hạnh. Chị Hồng Hạnh. Chị Hồng Hạnh là hai chị đó hay hát chung đôi á. Hồng Hạnh, Trung Tử Long là hát song song với nhau đó. Song ca đó. Chị Hồng Hạnh là áo đen đấy. Đó, chị Hồng Hạnh, anh Trung Tử Long ha. Trời ơi, nghệ sĩ đến liên tục luôn. Quá trời. Bà con xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình làm hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.